Xin chào quý vị các bạn. Hiện tôi đang đảm nhiệm vị trí cứu hộ bể bơi tại tòa nhà Hyundai Hiscape. Thưa quý vị và các bạn đã biết, việc lựa chọn và sử dụng hồ bơi trong những ngày hè nắng nóng là một trong những lựa chọn tối ưu nhất và để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số lưu ý khi bơi lội. Điều đầu tiên trước khi bơi chúng ta cần khởi động trước khi xuống hồ bơi và các động tác được thực hiện theo chu trình như sau. Đầu tiên chúng ta phải khởi động nhẹ nhàng để giúp cho các khớp cơ bắp được quen với các động tác. Tiếp theo chúng ta cần chạy các cự ly ngắn và tốc độ chậm dần, nhanh dần và chậm dần quay lại trạng thái cân bằng ban đầu. Bước 3 cuối cùng chúng ta có thể khởi động các động tác mạnh như xoay vặn mạnh các khớp theo chiều kim đồng hồ và ngược lại để chúng ta hoàn toàn thoải mái tự tin trước khi xuống nước. Lúc tiếp xúc với môi trường nước, trong cơ thể diễn ra quá trình phản ứng gồm 3 giai đoạn. Ức chế khoảng 10 đến 15 phút, mặc dù đã được khởi động sẵn sàng hoạt động bơi lội nhưng khi tiếp xúc với nước, cơ thể vẫn phản xạ, co mạch ngoại vi, huyết áp tăng nhẹ, tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng và mạch cũng nhanh hơn. Thích nghi, đây là giai đoạn tiêu hao năng lượng kéo dài khoảng 1 đến 3 giờ tùy theo sức khỏe và sự rèn luyện của mỗi người. Lúc này, cơ thể đã bắt đầu thích nghi với môi trường nước được ổn định. Giai đoạn tiếp theo là hồi phục và bù đắp. Lúc này, sau giai đoạn thích nghi thì cơ thể chúng ta đã thấm mệt vì tiêu hao nhiều năng lượng, cần được bù đắp phần năng lượng mất đi. Và trên thực tế thì người bơi thật sự thấy mệt mỏi, các động tác được rời rạc và không còn nhịp nhàng như trước nữa, báo hiệu cơ thể lúc đó cần được nghỉ ngơi, và nếu cố tiếp tục bơi sẽ dẫn tới hiện tượng bị chuột rút hoặc rét lạnh thứ phát. Đến giai đoạn này thấy mỏi cơ thì quý vị nên giảm dần tốc độ bơi, bơi vào gần bờ hoặc các phương tiện cứu hộ khác. Sau đó thả lỏng cơ thể trong trạng thái nổi từ 3 đến 5 phút rồi lên bờ. Trường hợp cảm thấy rét lạnh cần phải lên bờ ngay lập tức, sau đó chúng ta cần phải tìm nơi kín gió và mặc đồ để giữ ấm cho cơ thể. Giai đoạn lên bờ chúng ta cần thư giãn nghỉ ngơi 10 đến 15 phút tại nơi kín gió, sau đó chúng ta cần tắm rửa lại bằng nước ấm trong phòng kín gió và mặc đồ để giữ ấm cho cơ thể. Chú ý lau khô tai, mũi, mắt, cần thiết có thể nhỏ thuốc dưỡng mắt hoặc nước muối sinh lý. Nếu mệt, chúng ta uống một cốc trà đường nóng. Chú ý khi đang bơi, nếu bị chuột rút, nguy hiểm nhất là rút cơ bụng, cần bình tĩnh thả lỏng toàn thân, từ từ hít sâu và xoa nhẹ lên vùng chuột rút. Khi thấy đỡ thì báo cho người xung quanh hoặc bộ phận cứu hộ tới giúp đỡ đưa lên bờ. Trường hợp quá xa với cứu hộ hoặc có một mình, khi thấy đỡ thì xử trí như trên và nhẹ nhàng bơi vào bờ. Quý vị và các bạn, vừa rồi tôi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn một số lưu ý khi bơi lội. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý vị khi bơi lội. Xin chào và hẹn gặp lại.